Mỹ đình chỉ các thỏa thuận về tị nạn với các nước Trung Mỹ. Châu Âu trong cuộc chiến vượt qua tụt hậu kinh tế. Phần lớn lao động nhập cư ở Trung Quốc chọn đón Tết tại chỗ. Thưa quý vị, Mỹ đã đình chỉ các thỏa thuận hợp tác về tị nạn với Guatemala, El Salvador và Honduras mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã ký với các nước Trung Mỹ này. Thỏa thuận quy định Guatemala, El Salvador và Honduras sẽ trở thành các nước thứ ba an toàn, qua đó tiếp nhận những người di cư trong quá trình chờ phía Mỹ xét duyệt đơn xin tị nạn. Ngoại trưởng Blinken cho biết quyết định này không có nghĩa là Mỹ mở cửa biên giới với người di cư, mà đây là những bước đi đầu tiên hướng tới sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau để xử lý vấn đề di cư một cách an toàn và có trật tự. Bên cạnh đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đình chỉ việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Triều Tiên dự kiến tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động khóa 8 trong tuần tới để hoàn tất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong năm nay. Theo KCNA, hội nghị sẽ được tổ chức trong vòng 10 ngày đầu tháng 2 để xem xét và quyết định kế hoạch công tác năm 2021 trong tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện triệt để các nhiệm vụ chiến lược được đề ra tại Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên. Tháng 1 vừa qua, Triều Tiên đã tổ chức Đại hội Đảng Lao động và đưa ra nhiều mục tiêu chính sách như kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới để tự lực cánh sinh, phát triển một hệ thống vũ khí mới và kho vũ khí hạt nhân. Việc lắp đặt đường ống dài khoảng 120 km trong khuôn khổ dự án dòng chảy Phương Bắc 2 tại vùng biển ngoài khơi của Đan Mạch đã được nối lại sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị cho hoạt động này. Tàu lắp đặt đường ống thuộc Nga đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển và đã lắp đặt đường ống dẫn dầu trong vùng biển ngoài khơi của Đan Mạch. Tất cả hoạt động lắp đặt diễn ra theo đúng nội dung đã được chính phủ Đan Mạch cấp phép. Hồi tháng 12 năm ngoái, dự án dòng chảy Phương Bắc 2 đã được nối lại tại vùng biển của Đức sau gần một năm gián đoạn do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Từ lâu, Mỹ, Ba Lan, Ukraine và các nước Baltic đã phản đối dự án này do lo ngại châu Âu phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. Thưa quý vị, tiến trình triển khai vaccine ngừa COVID-19 của châu Âu diễn ra chậm chạp, số ca nhiễm của cả khu vực tăng cao, các hoạt động bị hạn chế đang là nguyên nhân khiến cho sự phục hồi kinh tế của khu vực này có thể bị tụt hậu so với đà tăng trưởng của Mỹ và châu Á. Đầu năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đánh giá cao sự phục hồi mạnh mẽ của Trung Quốc và dự báo rằng nền kinh tế Mỹ và Nhật Bản sẽ trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm, nhưng khu vực châu Âu sẽ không bắt kịp cho đến năm sau, trừ khi châu Âu có thể đưa chương trình tiêm chủng vaccine trở lại đúng quỹ đạo. Cơ quan thống kê của EU cho biết GDP của khu vực đồng euro đã giảm 0,7% trong quý 4 năm ngoái, dẫn đến mức giảm cả năm là 6,8%. Con số này gần gấp đôi mức giảm 3,5% của Mỹ. Chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu đưa ra nhiều chương trình kích thích kinh tế hơn nữa trong gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ đô la. Nhưng các thành viên EU vẫn đang đàm phán về việc dự án nào sẽ nhận được tài trợ từ Quỹ phục hồi chung trị giá 750 tỷ euro. Hiện nay, việc triển khai vaccine chậm chạp và mối đe dọa về các biến chủng mới của virus có thể trì hoãn thêm việc phục hồi. Các nước EU mới tiêm vaccine cho chưa đầy 3% dân số so với 9% ở Mỹ và 14% ở Anh. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, các nhà hoạch định chính sách của châu Âu đã tìm cách cân bằng giữa việc cứu người và hỗ trợ các doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung, họ theo đuổi các biện pháp hạn chế hà khắc hơn so với Mỹ. Tuy nhiên, số người chết bởi đại dịch ở châu Âu đang gần bằng Mỹ, trong khi hoạt động kinh tế của khu vực này kém hơn nhiều so với các nền kinh tế tiên tiến khác. Ngân hàng Bilderberg tại Đức ước tính, theo tốc độ hiện tại, Anh sẽ tiêm ít nhất một liều vaccine cho 60% dân số vào tháng 6. Pháp và Tây Ban Nha sẽ không đạt đến ngưỡng này cho đến mùa hè năm 2022, còn Đức và Italia sẽ phải chờ đến năm 2023. Các dấu hiệu của sự ngắt kết nối đang bắt đầu xuất hiện ở các thị trường. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ
kỳ hạn 10 năm đã tăng 20 điểm cơ bản cho đến thời điểm này trong năm. Ngược lại, chi phí đi vay của Đức tiếp tục ở mức âm 0,46%, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư mong đợi biện pháp kích thích tích cực của ECB trong một thời gian. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng trong bức tranh u ám. Lĩnh vực xuất khẩu ô tô của khu vực Eurozone sang châu Á lại tăng mạnh. BMW và Daimler đã ghi nhận doanh số bán hàng tại Trung Quốc tăng mạnh trong năm ngoái, lần lượt là 7% và 12%, bù đắp cho mức giảm hai con số ở Mỹ và châu Âu. Các nhà phân tích dự đoán, nếu các nước thành viên EU sử dụng nguồn lực từ quỹ phục hồi chung trị giá 750 tỷ euro một cách hợp lý để giải quyết những điểm yếu trong nền kinh tế của họ, hy vọng sẽ ghi nhận những con số tích cực. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Công ty Hoversoft vừa ra mắt chiếc taxi bay đầu tiên do kỹ sư người Nga thiết kế, chạy bằng pin sạc điện, được thử nghiệm tại Moscow, Nga. Chiếc taxi bay không người lái có chiều dài 5m, rộng 1,6m, chở được 2 hành khách, có thể bay ở độ cao tối đa khoảng 150m và sức chở tối đa lên đến 300kg. Taxi bay Hover có thể di chuyển với tốc độ 200km/h. Sự kiến taxi bay không người lái có thể bắt đầu phục vụ hành khách tại Moscow vào năm 2025. Ngày 6 tháng 2, một người đàn ông 89 tuổi bị thương nặng và hai người vẫn mất tích sau vụ nổ gara ô tô ở thành phố Bordeaux của Pháp. Điều tra ban đầu cho thấy rò rỉ khí ga là nguyên nhân gây ra vụ nổ này. Cửa sổ của một số cửa hàng và nhà dân ở xung quanh đã bị thổi bay do ảnh hưởng của vụ nổ. Vụ nổ đã phá hủy tòa nhà và làm hư hại nghiêm trọng hai tòa nhà bên cạnh. Cho đến nay, 9 người khác đã được xác định bị thương nhẹ sau vụ nổ. Khoảng 70 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Bên cạnh đó, các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến nơi xảy ra vụ nổ, sử dụng cho đánh hơi và nhiều thiết bị để dọn sạch các mảnh vỡ trong quá trình tìm kiếm người mất tích. Cũng trong ngày 6 tháng 2, Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc thông báo đã có thêm một mẫu bệnh phẩm từ một chuồng lợn khác trong cùng một trang trại ở khu vực Yuen Long xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh tả lợn châu Phi. Giới chức khu vực sẽ sắp xếp việc tiêu hủy tổng cộng khoảng 590 con lợn trong các khu chuồng có liên quan, đồng thời sẽ tiếp tục cấm các trang trại chăn nuôi lợn có liên quan và 3 trang trại lợn khác trong vòng 3 km vận chuyển bất kỳ con lợn nào cho đến khi có thông báo mới. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có tới 77% lao động nhập cư ở Trung Quốc cho biết họ sẽ đón Tết Nguyên đán tại chỗ thay vì về quê nhà để đón Tết cùng gia đình như mọi năm. Kết quả khảo sát này được đưa ra sau khi chính quyền các địa phương của Trung Quốc kêu gọi và siết chặt cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh mang tên Xuân Vận. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với hơn 50.000 lao động nhập cư làm việc cho khoảng 500 doanh nghiệp Trung Quốc. Ngành công nghiệp sản xuất được cho là sẽ có tỷ lệ lao động nhập cư ở lại nơi làm việc cao nhất, trong khi ngành dịch vụ cũng sẽ chứng kiến một tỷ lệ lớn người lao động chọn không về quê trong dịp Tết. Tôi sẽ không về quê ăn Tết cùng gia đình nữa vì dịch quá phức tạp. Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ ăn Tết ở đây. Năm nay tôi sẽ thử một lần. Những đồ ăn Tết được gửi đến cho những người xa quê, không về được như chúng tôi, khiến tôi thấy rất vui. Hơn nữa, chúng cũng rất ngon. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thử đồ ăn dịp Tết của vùng này và tôi cảm thấy như đang ở nhà. Trung Quốc hiện có khoảng 285 triệu lao động nhập cư. Mỗi dịp Tết đến, Trung Quốc lại chứng kiến cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh mang tên Xuân Vận. Do dịch COVID-19, năm nay nhiều địa phương ở Trung Quốc đã kêu gọi người dân và lao động nhập cư ăn Tết tại chỗ, hạn chế di chuyển trong nỗ lực giảm lưu lượng hành khách. Một số công ty ở địa phương và các tổ chức tình nguyện đã hỗ trợ những người dân xa quê ở lại đón Tết. Chúng tôi hoạt động tình nguyện quanh năm. Tuy nhiên, dịp Tết năm nay là đặc biệt, tập trung hỗ trợ cho các công nhân và người lao động xa quê không thể về nhà đón Tết cùng gia đình. Hy vọng mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp và quây quần trong dịp Tết ở đây. Nhiều người cả năm chỉ trông vào ngày Tết để đoàn viên. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp này, có lẽ người dân Trung Quốc sẽ thay đổi để thích nghi ai ở đâu, ăn Tết ở đó. Nếu hành trình về nhà ăn Tết khiến dịch bùng phát, lây bệnh cho bản thân và cộng đồng, thì việc ở yên trong nhà hoặc ăn Tết xa quê lại là quyết định thông minh. Tết năm nay có lẽ sẽ là một cái Tết chưa từng có tiền lệ với nhiều người tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.